Rồi, xin chào anh em. Video này mình chia sẻ với anh em các cái chế độ chụp trên một cái máy ảnh số. Các cái chế độ chụp đó như thế nào, khi nào thì sử dụng chế độ nào và ý nghĩa hay là cái tính năng, cái hiệu dụng của từng chế độ như thế nào. Đó thì các cái vấn đề mình chia sẻ với anh em hôm nay. Thứ nhất là trước khi chúng ta hiểu cái bản chất của từng cái chế độ chụp trên máy ảnh thì mình dùng một cái máy ảnh phim để mình giải thích cho anh em dễ hiểu. Đây, ví dụ như đây là một cái máy ảnh, khi mà chúng ta chụp, anh em nhìn trong cái này anh em thấy đó, ví dụ vậy thì là đó, thì cái vừa mới mở ra và đóng lại đó thì đó là cái màn trập. Như vậy thì cái màn trập, ví dụ mình chỉnh một cái tốc độ nhanh hơn, anh em thấy nó rất là nhanh, nhưng mà mình mở một cái tốc độ chậm thì nó sẽ chậm hơn. Đó. Đó, nó mở ra. Nó mở ra thì khi mà nó mở ra thì ánh sáng sẽ đi qua cái ống kính để đi qua cái bề mặt đằng sau đây. Đằng sau đây là phim hay là một cái cảm biến ảnh. Đó, thì cái màn trập nó có cái tính năng như vậy, nó mở ra để ánh sáng đi xuyên qua và đi vào đằng sau cái cảm biến. Còn khẩu độ là gì? Khẩu độ là ở trên cái ống kính chúng ta thấy nó có những cái lá khẩu rất là nhiều ha, nhiều lá khẩu. Thì khi mà cái lá khẩu nó khép lại thì chúng ta thấy cái lỗ rất là nhỏ, nhưng mà mở ra thì cái lá khẩu nó mở ra cái lỗ rất là to như thế này. Đó, anh em thấy, nhìn thấy không? Thấy không? Đó. Thì khi cái lá khẩu nó mở to thì dĩ nhiên to thì ánh sáng nó sẽ đi vô nhiều hơn, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng đến gì? Nó ảnh hưởng đến cái khoảng ảnh rõ. Và cái này mình sẽ có một cái bài nói nhiều hơn, nói kỹ hơn về cái này, nhưng mà anh em hiểu là như vậy thì cái ống kính chúng ta thay đổi cái khẩu độ, tức là cái độ mở của cái lá khẩu bên trong. Đó là hai. Cái yếu tố thứ ba đó là cái độ nhạy của độ nhạy ánh sáng. Ví dụ như trên một cái tấm phim thì nó có cái độ nhạy của cái bề mặt phim, trên cái ảnh số thì nó có độ nhạy của cái cảm biến ảnh, độ nhạy về ánh sáng, người ta gọi là ISO. Như vậy chúng ta có ba cái yếu tố để nó ảnh hưởng đến lượng sáng trên một tấm ảnh, đó là tốc độ màn trập, khẩu độ ống kính và ISO. Thì bây giờ đến cái chế độ chụp. Ví dụ như là khi chúng ta chọn một chế độ chụp thì nó sẽ ảnh hưởng đến một trong ba, hoặc là ảnh hưởng tất cả ba cái yếu tố của cái lượng sáng nó vào trong cái cảm biến hay trên bề mặt phim để nó ra một cái bức ảnh sáng hay tối hay là như thế nào. Bây giờ chúng ta hiểu được các cái yếu tố chính đó thì chúng ta sẽ hiểu được là khi nào thì chúng ta dùng chế độ nào để chúng ta chụp. Bởi vì có nhiều bạn là cứ chụp M thôi cho nó chuyên nghiệp, nhưng mà cuối cùng thì không có thành công, không có thể ra được một cái bức ảnh mà anh em muốn. Đó, hay là không phải lúc nào cũng chụp cái chế độ A hay lúc nào cũng chụp chế độ B, ví dụ vậy. Rồi, bây giờ thứ nhất là cái chế độ chụp A. Thì ở trên Nikon nó ghi là A, trên máy Canon thì ghi là AV chẳng hạn. Khi mà chúng ta chọn chế độ ưu tiên khẩu độ, có nghĩa là chữ A đó, A đây không phải là auto tự động đâu. Aperture có nghĩa là ưu tiên khẩu độ, có nghĩa là ưu tiên cái độ mở của ống kính này. Ví dụ như khi đó chúng ta chỉ chỉnh cái khẩu độ thôi. Trên máy ảnh á, chúng ta chọn khẩu là F4 hay F5.6 hay là F8 thì chúng ta chọn chủ động khẩu độ. Còn tốc độ màn trập là cái yếu tố thứ hai, ISO nó sẽ tự chạy, hoặc là ISO mình để tự động luôn thì máy nó tự tính, nó đo sáng xong nó tự tính theo cái khẩu độ mà chúng ta đã chọn để nó ra một cái giá trị lộ sáng EV đó, để nó vào trong cái bề mặt cảm biến như thế nào cho cái bức ảnh nó đúng sáng, nó đủ sáng theo như cái tính toán của cái máy. Đó là cái chế độ ưu tiên khẩu độ ống kính. Nhưng khi mà chúng ta thay đổi khẩu độ thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái chính là cái gì? Là ảnh hưởng đến dot, có nghĩa là cái khoảng ảnh rõ của các cái lớp ảnh. Chúng ta mở khẩu lớn thì cái khoảng ảnh rõ này nó hẹp lại. Chúng ta mở khẩu nhỏ, ví dụ như F8, F11, F16 vậy, nó nhỏ lắm, cái lỗ của cái ống kính này rất là nhỏ, thì lúc đó khoảng ảnh rõ nó dày ra sâu hơn như thế này. Thì như vậy khi chúng ta cần cho cái dot nó dày, nó sâu thì chúng ta khép khẩu. Còn khi mà chúng ta muốn nó mỏng lại giống như chụp chân dung xóa phông hay là chụp đằng sau mờ mờ thì chúng ta mở khẩu lớn như F2.8, F4 hay là tùy theo cái ống kính chúng ta cho cái độ mở lớn như nào. Đó, thì lúc đó chúng ta chọn chế độ A, ưu tiên khẩu độ. Ưu tiên tốc độ là chữ S đó. Lúc đó chúng ta tương tự như là chọn khẩu độ, bây giờ chúng ta lại chọn tốc độ màn trập này. Ví dụ như là 1/125 giây, hay là 1/250 giây, hay là 1/500 giây. Thì lúc đó khẩu độ ống kính
trên máy anh số này khẩu độ nó sẽ tự chạy, tự tính sao để nó hòa hợp, nó kết hợp với các cái thông số khác để nó ra cái bức ảnh ưng ý. Khi nào chúng ta dùng cái chế độ ưu tiên tốc độ, ví dụ anh em muốn bắt dính một cái chuyển động thì anh em chuyển qua cái chế độ ưu tiên tốc độ, chúng ta tăng cái tốc độ màn trập nhanh hơn để bắt dính một cái chuyển động nhanh, ví dụ chụp thể thao, chụp đuôi xe hay là chụp một cái sinh hoạt em bé lúc nào cũng linh hoạt, cũng năng động, thì chúng ta không thể nào mà ưu tiên khẩu độ mà lúc đó tốc độ màn trập nó quá chậm thì nó không bắt dính được và tạo ra ảnh mờ nhòe đó. Còn cái chế độ B program, khi chúng ta gạt qua đó thì mỗi một thao tác xoay của chúng ta thì nó sẽ thay đổi hết cả khẩu độ cả tốc độ, cái cặp thông số đó sẽ tự thay đổi với nhau, chúng ta không có chủ động thay đổi tốc độ hay là thay đổi khẩu độ được nữa đó. Thì cái đó là cái chế độ tự động của máy. Rồi cái chế độ M chúng ta hay gọi là chế độ thủ công đó, thì khi mà chúng ta chọn cái chế độ M để chúng ta chụp, có nghĩa là chúng ta tự động set cái ISO, độ nhạy sáng, cảm biến. Thứ hai, chúng ta cũng chủ động về khẩu độ ống kính và chúng ta chủ động chọn cái tốc độ màn trập. Thì khi nào mà chúng ta chọn đó, gặp những cái hoàn cảnh ánh sáng nó phức tạp, nó khó, nó nhiều vùng sáng tối khác nhau mà cái chế độ tự động của máy nhiều khi nó không có cân đối được cái sự chênh lệch ánh sáng phức tạp đó, thì chúng ta sẽ chuyển qua M để chúng ta cần chỉnh cho nó đúng ý của mình. Nó thì gặp những trường hợp đó chúng ta hãy dùng. Còn ví dụ như anh em chụp thể thao hay chụp một cái chuyển động cần nhanh mà anh em ngồi anh em chỉnh từng thông số thì không kịp. Đó là bốn cái chế độ chụp chính của cái máy ảnh. Thì khi nào chúng ta ưu tiên cái gì, ví dụ chúng ta muốn đóp dày hay mỏng, sâu hay cạn, theo như ý đồ chụp của mình, tùy theo đối tượng, tùy theo cái chủ đề chụp, thì chúng ta chọn chế độ ưu tiên khẩu độ. Nhưng mà nếu mà chúng ta muốn bắt kịp khoảnh khắc, kịp một cái chuyển động, một sự dịch chuyển nào đó, thì chúng ta lại ưu tiên cái tốc độ màn trập đó cho nó chậm lại hoặc là nhanh hơn để bắt chuyển động. Hay là chúng ta gặp một cái hoàn cảnh khó về ánh sáng, loang lỗ phức tạp này kia, chúng ta chỉnh từ từ bằng chế độ M, manual thủ công, chúng ta chỉnh từng thông số theo ý của mình. Như vậy tùy theo nhu cầu, tùy theo bối cảnh, hoàn cảnh cụ thể và mục đích của mình nữa, thì chúng ta chọn cái chế độ nào cho phù hợp. Chứ không phải là cứ chụp M là chuyên nghiệp, là dân chuyên nghiệp, là phải M đâu. Mà mình sử dụng cái máy đúng cái bản chất của từng cái chế độ đó, nó sẽ đạt hiệu quả cao nhất, nó làm cho mình sẽ có cái bức ảnh ưng ý nhất. Rồi trên một cái máy ảnh số thì mấy máy ảnh chuyên nghiệp á, dòng chuyên nghiệp nó chỉ có bốn cái chế độ đó thôi. Còn nếu mà một cái máy bán chuyên nghiệp thì có một số dòng máy họ có thêm một cái chế độ gọi là bán tự động, có nghĩa là thay vì chúng ta chụp B hay là S hay là A hay là M thì giờ nó ví dụ chúng ta chọn phong cảnh thì trong đó có macro hay là phong cảnh hay là cảnh vật á, bình minh hay là gì đó, thì nó có nó khi mà chúng ta chọn qua đó thì họ sẽ tự tính. Phong cảnh thì họ thích là ảnh nó sâu hơn, nó có chiều sâu thì tự động nó chỉnh khẩu độ. Hay là chúng ta chụp chân dung con người, chúng ta chọn qua chế độ chụp dung thì nó lại làm mở khẩu lớn hơn để cho đằng sau nó mờ đi, thì cái đó là chế độ bán tự động trên những cái máy như thế này đó. Rồi trên một số máy anh em thấy là có cái chữ A hình vuông xanh xanh giống như Canon vậy đó, nó có cái chữ A rồi có hình vuông xanh xanh gọi là hình vuông thần thánh. Thì khi chúng ta bật quay đó thì đó là chế độ tự động hoàn toàn, nó tính hết mọi thứ. Nếu mà chúng ta cần nhanh không cần phải chỉnh gì hết thì cứ chọn qua chữ A thần thánh ha. Rồi như vậy thì chúng ta hiểu được tính chất của từng cái chế độ chụp, chúng ta sẽ dùng nó vào đúng cái hoàn cảnh, đúng bối cảnh và đúng cái mục đích của mình, thì lúc đó chúng ta sẽ đạt được cái ý đồ chụp, cái hiệu quả khi mà chúng ta đi chụp hình. Ok, chúc anh em vui vẻ với cái máy ảnh của mình.